xót xa những hình ảnh cuối cùng của nữ sinh mất sau thảm kịch Halloween ở Itaewon. Nữ sinh Việt thiệt mạng trong thảm kịch ở Itaewon, Hàn Quốc được xác định là du học sinh sinh năm 2001, quê ở Bình Định. Những hình ảnh cuối cùng của cô khiến nhiều người xót xa. Liên quan đến thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween, Hàn Quốc khiến 151 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngày 30 tháng 10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã xác nhận có một công dân Việt Nam thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là DTT, 21 tuổi, Bình Định, đang sống tại Seoul, Hàn Quốc. Trước vụ việc trên, nhiều người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đã vào trang cá nhân của cô gái xấu số để lại lời chia buồn. Những hình ảnh đời thường cuối cùng được cô gái chia sẻ khiến nhiều người xót xa, thương tiếc cho cô gái trẻ xinh xắn, đoản mệnh. Được biết, sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Đại sứ quán cũng đã liên hệ, hỗ trợ gia đình nhận dạng nạn nhân, gửi lời chia buồn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Hiện người thân của nạn nhân ở Hàn Quốc đang làm việc với chính quyền địa phương, thực hiện các thủ tục đưa thi thể của MT về nhà. Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao ra khuyến cáo đề nghị công dân có thêm thông tin về người Việt có thể là nạn nhân của vụ việc thông báo với Cục lãnh sự để được hỗ trợ. Đại diện Cục lãnh sự cũng đã liên hệ, chia buồn với gia đình nạn nhân tại Việt Nam và trao đổi về các hướng xử lý tiếp theo. Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao 84-981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng 82-10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.